Nếu anh em mua đàn guitar mà cứ hỏi tầm giá từ 300 tới 500 nghìn lại muốn vừa xịn nè, vừa ngon nè, vừa bấm nhẹ tay nè. Thì đây anh em nha, trong cái lô hàng này thì còn khoảng từ 3 tới 4 cây đàn CV120 bị chày và nứt thùng. Đây anh em mình xem thử nha, top của thịt nguyên tấm luôn và có ti chống cong hai chiều nha, giá từ 400 tới 600 nghìn thôi. Mọi người nghe thử âm thanh nha. Action được canh chỉnh rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Số cây nó bị chày xước nhẹ nhẹ như này nè anh em ơi. Anh em nào xem video thì liên hệ số điện thoại trên này để chốt xem kịp không nhé. Anh em nào mà mình yêu cầu cái độ mới và xịn sò hơn thì anh em có thể xem cái mẫu CV135 này tồn kho này không sao nè. Ở giá 1.850.000, xả chỉ có 950.000 trên phiên live thôi. Mọi người cùng nghe âm thanh nha. Còn nếu như anh em nào muốn đầu tư một cái đàn chơi lâu dài luôn thì shop còn 2 cây 180 Super Pro này, có EQ LC5 tuner luôn nè. Con này giá nó là 3.2 triệu và shop xả chỉ là 1.8 triệu thôi nha. Có EQ và dây cắm cho mọi người luôn.